Chỉ nó nhất ở Hà Nội nó nán lốt thể nó để nhà tê chế tê xe giả tà nó tê chế phải có mà ờ để tê nhà mù lo tà nó nữa ờ lo tàn thôi chế nữa giữa tà gì đó chế thì cho chế à mù mù ấy mẹ đây nhà tùa thì còn lùn nữa ờ không phải mình chỉ tàu lên nữa tại nó nên thì tê nó chế nói chế tê chế giật thời giật cái nhát tà thì gì ạ mình tàu tiền kể nó đấy thế không còn phải nói rằng để cứ lúc chế à để tư nhát tìm vào tí nó thế không còn phải nói thì chỗ ô tô để lo cho tà ơ đây tôi trên máy ra tỏ là một cái nơi còn nó thì ơ bò ơ một tùa kia nữa nè một cái tùa ơ mua cái thần đấy thì chết tùa ở xí thì ơ lúc này nó tất cả lọ hết nè ơ tại chứ nó đê mà ti vô ti tất cả ti có chết cuốn nè ơ lúc nào tùa bao đun kia nữa nè ờ lúc này nó tất cả lọ nó sẽ là lọ thép biển hồ nó nè ơ lọ chỉ thao thế thôi nó sâu thế ờ lúc nó canh cờ nó là một hậu đấy ờ chập thế rồi chết chết chán chán hả ô tô này ờ bên mình mồng rồi em lo tới kia đấy đúng không? Chỉ tới mấy dầu về để nó nhá lo tạm bỏ đi nó. Giờ cũng chế thì cũng chỉ tao sợ được khi mà biết tin ngọn nó này.